Sáng nay mùng 2 tháng 4, tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Văn phòng tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đặng Xuân Phong trao quyết định số 899 ngày 27 tháng 3 năm 2024 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc tiếp nhận đồng chí Phan Quốc Nghĩa, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đến công tác tại Văn phòng tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng tỉnh ủy thời hạn 5 năm kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2024. Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đặng Xuân Phong ghi nhận, đánh giá cao năng lực, trình độ, quá trình công tác trên các cương vị khác nhau của đồng chí Phan Quốc Nghĩa. Mong muốn trên cương vị công tác mới, đồng chí tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, năng lực lãnh đạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết trong tập thể văn phòng tỉnh ủy, chủ động tham mưu cho thường trực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Phan Quốc Nghĩa bày tỏ vinh dự khi được thường trực tỉnh ủy tin tưởng, phân công đảm nhận cương vị mới, hứa cùng với văn phòng tỉnh ủy đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đúng phương châm của tỉnh ủy, đó là chủ động, chi tiết, chính xác, chu đáo.